Tiếp tục với các thông tin về văn hóa giải trí, thưa quý vị, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, vào tối từ 11 đến 12 tháng 2 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội, live concert Bóng là ai đã chính thức được diễn ra và từ đó thỏa lòng mong đợi của đông đảo khán giả yêu thích nhạc Trịnh và giọng ca của diva Hồng Nhung trên khắp cả nước. Những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được làm mới hoàn toàn qua sự quả âm phối khí tài tình của ban nhạc là các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến từ Pháp, Canada, Ba Lan, Thái Lan trên nền giọng hát của Bóng Hồng Nhung đã dẫn dắt khán giả qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Theo đó, diva Hồng Nhung là người trực tiếp dẫn dắt những màn trình diễn của mình tại live concert Bóng là ai. Với kịch bản chương trình được xây dựng từ những kỷ niệm giữa cô và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Do vậy mà chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng trong trèo qua những ca khúc như Quỳnh Hương, Bóng không là bóng, cho đến sâu lắng dày dứt trong tình yêu, trong vết lan trầm, cuối cùng cho một tình yêu. Thậm chí có những điểm rơi cũng như điểm cao trào đã chạm đến trái tim của người nghe, khiến khán giả như muốn nhún nhảy và hát cùng nàng Bóng ở những ca khúc có tiết tấu nhanh như Biết đâu nguồn cội, Ở trọ. Đặc biệt và cũng là điểm thú vị nhất khi đềm nhạc còn là sự kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc khác nhau đến từ Việt Nam và Pháp. Điều Hồng Nhung thể hiện theo mong muốn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi rất là xúc động khi xem cái chương trình này, vì khi nghe Hồng Nhung nói đấy là hát theo cái loại blues jazz thì tôi cũng có hồi hộp, nhưng mà anh của tôi, anh Trịnh Công Sơn, luôn luôn muốn được cái gì mới, đổi mới, thì tôi thấy hôm nay là một chương trình rất thành công, từ cái cách hát thể hiện mới mẻ của Hồng Nhung cũng như là băng nhạc quá tuyệt vời, không còn cái gì để có thể diễn tả hơn được. Dự án lần này là hoàn toàn mới, chỉ có mỗi một thứ cũ đấy là cô Hồng Nhung. Nhưng có điều cô cũng mới luôn, bởi vì sau một thời gian sống ở Paris, tiếp xúc với nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc nói chung, hầu hết thời gian chỉ để mà tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật thôi, thì bây giờ Hồng Nhung cũng là một người khác so với Hồng Nhung trước đây. Và với âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đây là ước mơ, một trong những ước mơ của anh mà anh đã từng nói với Hồng Nhung là anh muốn có một chương trình với thể loại nhạc blues jazz. Vì thế cũng là một sự tình cờ ở Pháp nên Hồng Nhung đã quyết định kết hợp với các nghệ sĩ ở Pháp. Và vì vậy tôi có thể nói chắc chắn những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được trình bày một cách hoàn toàn khác. Bên cạnh các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại live concert đặc biệt này, diva Hồng Nhung cũng trình bày những ca khúc mới do cô sáng tác mang tên Giấc mơ tôi, kể về một giấc mơ của một nàng thơ nhạc Trịnh đã trải qua những năm tháng khó khăn để trở thành một diva Hồng Nhung mạnh mẽ, kiêu hãnh, với sự có mặt của gia đình cố nghệ sĩ cùng bạn bè đồng nghiệp và sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả hâm mộ. Giọng hát của Hồng Nhung đã thực sự thăng hoa, đồng thời khẳng định tài năng cũng như niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của nữ nghệ sĩ.